Xin chào tất cả các bạn. Trong tổng số 24 trường cao đẳng tại tỉnh Ontario Niagara College, Canada luôn được đánh giá hàng đầu về mức độ hài lòng của sinh viên, đội ngũ giảng viên, quản trị viên và nhân viên của trường luôn cống hiến hỗ trợ hết mình và cam kết sẽ mang lại cái sự thành công cho từng sinh viên. Thì mỗi năm có hơn 10.000 sinh viên toàn thời gian ra học, trong đó có đến hơn 1.000 học sinh đến từ 70 quốc gia trên thế giới nhằm thực hiện ước mơ học tập trong một môi trường giáo dục tuyệt vời. Tại đây, với quy mô các lớp học nhỏ, mục tiêu đào tạo hướng tới tính thực hành cao, sinh viên sẽ được gắn bó mật thiết cùng với các giáo viên giảng dạy. Không những vậy, các em học sinh còn có thể bắt đầu tập sự nghề nghiệp tương lai ngay từ khi đặt chân tới Niagara. Có thể nói, thật không có gì tuyệt vời hơn khi các bạn đã tích lũy đủ kinh nghiệm thực tiễn về chính cái nghề nghiệp của mình trước khi ra trường. Đặc điểm nổi bật của môi trường thì là đứng ở vị trí số 1 về mức độ hài lòng của sinh viên trong số 24 trường cao đẳng ở Ontario Niagara College, được xếp hạng hàng đầu về mức độ hài lòng của sinh viên, cung cấp hơn 100 chương trình đào tạo nổi bật. Cống hiến của Niagara College cho sự thành công của sinh viên có thể gói gọn trong cụm từ biến ước mơ thành hiện thực. Với các chương trình đào tạo nổi bật cùng với cái hệ thống văn bằng đa dạng từ bằng cao đẳng, bằng cử nhân, đại học 4 năm, chứng chỉ sau đại học, trường thì luôn cam kết sẽ giúp những ước mơ của bạn được hiện thực hóa. 93% nhà tuyển dụng hài lòng về chất lượng đào tạo của trường. Hàng năm, trường cung cấp cho các nhà tuyển dụng nguồn nhân lực ổn định và phong phú. Sinh viên được tận dụng lợi thế từ các chương trình đào tạo kết hợp thực tập có lương, được học hỏi kinh nghiệm từ các sinh viên khác, các cựu sinh viên cũng như các huấn luyện viên, giám sát viên thực tập. Sinh viên sống tại Niagara, chi tiêu tại vùng ngoại ô sẽ giúp bạn được thoải mái hơn trong các thành phố. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tích lũy được nhiều tiền hơn để đầu tư cho giáo dục và hưởng thụ cho cuộc sống cá nhân. Hơn nữa, tại đây bạn có thể lái xe dễ dàng tới thăm 20 thành phố lớn ở Bắc Mỹ, bao gồm cả Toronto và New York. Làm việc và nghiên cứu trong một môi trường chuyên nghiệp với đội ngũ giáo sư nổi tiếng cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đẳng cấp. Sinh viên của trường thì có cơ hội được học tập, nghiên cứu, làm việc cùng với các diễn viên, các sinh viên và các doanh nghiệp hàng đầu tại Canada. Trường thì rất là thân thiện, đây là một yếu tố cơ bản. Tại đây sinh viên làm quen và được làm việc thân thiết cùng với các giáo sư. Sĩ số lớp học nhỏ, trường thì luôn cam kết giảng dạy lý thuyết song song cùng với đào tạo thực hành. Không những vậy, các bạn học sinh sẽ được tham gia vào thực tập có trả lương. Đây là một trong những cải cách rất đáng kể về phương pháp học tập của trường. Về điều kiện tuyển sinh của trường, trường chỉ cần các bạn có học bạ trung học, bạn cần cung cấp cho trường học bạ cùng với bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng điểm học kỳ 1 nếu bạn đang học dở năm cuối của bậc trung học. Bằng điểm cao đẳng hoặc đại học, bạn cần cung cấp cho trường bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học kèm theo bằng điểm của tất cả các năm học. Đây là điểm bắt buộc với những ứng viên xin chương trình sau đại học. Bằng tiếng Anh, nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, bạn cần có bằng cấp thể hiện khả năng tiếng Anh của mình trước khi bắt đầu khóa học. Cái phí đăng ký của trường sẽ là $100 Canada cho lệ phí đăng ký xét đơn và không hoàn lại. Lưu ý là đối với sinh viên đăng ký học tiếng Anh tại trường trước khi theo học khóa chính thì không bắt buộc phải nộp bằng cấp tiếng Anh. Với đôi điều giới thiệu sơ nét về trường thì các bạn thấy đây là một môi trường rất đáng để theo học phải không? Và các bạn chắc đang lo lắng về vấn đề xin visa du học Canada. Vậy thì đây sẽ là một tin rất là vui cho các bạn, bởi vì hiện trường đang nằm trong danh sách 36 trường cao đẳng và học viện tại Canada tham gia chương trình xét cấp visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính, được gọi tắt là chương trình CES. Để tìm hiểu thêm về chương trình, các bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 hoặc vé trực tiếp văn phòng theo địa chỉ 1481 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 để được chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ. Vì chương trình này chỉ kéo dài trong vòng 18 tháng thôi, nên các bạn hãy nhanh chân lên để đăng ký và nhận cơ hội hiếm có này cho mình các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào.